Nhảy lên nào các em ơi, vũ điệu cha cha cha, nhịp điệu cha cha cha. Thôi 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 thôi. Trời ơi, đang tính nhảy các bạn ạ, thế mà bọn thỏ nhà mình nó không cho mình nhảy, nó nhảy ác hơn cả mình luôn. Rồi, chào mừng các bạn đã đến với video mới của anh Mikro Anh. Và trước khi xem tiếp video, các bạn đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh và xem quảng cáo nha. Có một con thỏ nhà mình nó nhảy mất rồi các bạn ơi, nó nhảy xuống sông rồi, mình phải đi bắt nó lại mới được. À, bạn đi trốn à bạn. Rồi, mày định chuồn đi đâu hả? Tao mua mày mãi từ trên thành phố về mà bây giờ mày lại còn tính chuồn. Rồi, dắt ngay vào chuồng ngay các bạn. Đi vào chuồng. Trời ơi, đồ ngu. Nhanh lên, dắt con này vào thì con kia lại chạy ra. À, các bạn ơi, thỏ chạy hết rồi, bực kết cả mình. Không được, không được. Mày không được chạy. Đứng lại. Rồi, ok. Rồi cả sáng nay thỏ cứ nhảy ra chạy vào, mình dắt đi dắt lại cả sáng, mệt gần chết các bạn. Nào lên đây nào. Rồi đi về với tao. Ôi ôi, quá là mệt mỏi luôn, cái gì kia. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Nó còn đứng trên hàng rào nhà mình nữa các bạn ạ. Mày nhảy ra thì mày nhảy luôn đi, mày còn đứng trên hàng rào mày trêu người tao à. Rồi, bảo nó nhảy ra nó nhảy vào được các bạn ạ. Đi vào đi vào. Đúng rồi. Rồi. Cái gì thế mày? Đây có một con nhảy giữa sân nữa kia. Thôi chán lắm rồi, chả theo bắt nữa. Bực kết cả mình từ sáng giờ, quá là mệt mỏi luôn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi mà tôi chưa làm cái nghề nào nó mệt như thế này luôn. Chăn mấy bọn thỏ các bạn ạ, nó cứ nhảy 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 nhảy. Thôi đi vào nhà tắm cái. Bực kết cả mình. Phải tắm mát hạ hỏa mới được. Cái gì? Mất nước à? Ôi rồi, nhà lại còn mất nước. Ôi giời ơi, bây giờ biết phải làm gì. Thôi, vào ngồi làm việc vậy. Làm việc phải edit video thôi. Nhà gần sông mà suốt ngày mất nước, tôi cũng đến chịu luôn. Thôi, ngồi làm video vậy. Mệt quá. Các bạn nhớ like nha. Anh chăm chỉ như thổ phỉ à, chăm chỉ như thế này. Các bạn phải like nhiều, anh mới làm nhiều video mới bạn xem ấy. Là la la, hôm nay trời nắng chang chang. Tại sao mình lại lang thang thế này? Ôi, mình không hề đi lang thang các bạn ạ. Mình sẽ sang nhà anh Bê Quy Thành để rủ anh Bê Quy Thành làm video. Ôi. Các bạn ơi, chúng mình cùng nhau đi thôi. Da la la. Trời nắng, thỏ đi tắm nắng. Ô, các bạn ơi, có một con thỏ đi tắm nắng thật các bạn ạ. Ảo thật đấy. Ui, nó chạy biến vào rừng rồi. Sao ở đây lại có thỏ nhỉ? Thỏ ơi, bọn mình cùng nhau đi. Ôi, trời, nó chạy nhanh quá các bạn ạ. Ừ, thôi kệ nó đi. Không biết là Bê Quy Thành đâu. Ô, ô, hóa ra là những con thỏ là từ cái chuồng này mà ra. Ui, trong chuồng có nhiều thỏ quá các bạn ơi. Ồ, ở bên ngoài còn có một con thỏ bị xích đấy các bạn. Ý hì, thỏ ơi, hôm nay bạn gặp mình thì là bạn xong đời rồi. Ha ha ha. Úi dù, các bạn nghe được tiếng kêu của nó không? Nó ré lên một cái xong rồi là nó thành một miếng thịt thỏ luôn. Ơ, nhưng mà con này nó không cho mình thịt, nó chỉ cho mình mỗi bộ da thôi. Vẫn chưa có thịt à? Được rồi, mình đi vào chuồng, mình lấy thịt thỏ luôn. Ủi, con thỏ này còn đang bơi này. Đang bơi này. Đang bơi. Ui, có thịt thỏ rồi. Thịt thỏ ăn ngon ngon. Ui kìa, ui kìa. Ui, ui. Ui, ui, bọn anh chạy nhanh đi. Úi giời, chạy thế nào được, còn một con. Úi giời, mình xin nhá. Ờ, mà sao lại có cái chuồng thỏ ở đây nhỉ? Ôi thôi chết rồi, chắc là anh Bê Quy Thành nuôi. Nhưng mà anh Bê Quy Thành nuôi thế là mình thịt hết thỏ rồi còn đâu nữa. Úi, các bạn ơi. Mà chắc là anh Bê Quy Thành bỏ cuộc rồi. Nếu không thì đã chẳng có một con thỏ sống ra ngoài đúng không nào các bạn? À, thôi, bây giờ mình có thỏ rồi thì bây giờ mình sẽ nướng thịt thỏ lên cùng anh Bê Quy Thành ăn nhá. Ở đây mình đã có sẵn bếp lò rồi. Thế nó mới kinh khủng luôn chứ. À, mình sẽ nướng ngay ở nhà anh Bê Quy Thành cho nó gần các bạn ạ. Đây rồi. Cái đống da thỏ này thì thôi mình để mình cất vào. Đây là bếp nhá. Đặt đây. Một bếp, hai bếp, ba bếp, bốn bếp, năm bếp. Ui, tha hồ mà nướng thịt thỏ luôn. Bây giờ mình sẽ đặt thỏ vào đây để nướng nha các bạn.
Em có sai về ai đi nữa, em có làm cái gì nữa, nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận trả giá. Cần cù thì bù siêng năng nha. Vậy là chỉ một lúc nữa thôi, bọn mình sẽ có món thịt thỏ nướng thơm lừng. Chắc ở trong nhà anh Bê Quy Thành bây giờ đang bắt đầu ngửi thấy mùi thơm rồi đấy ha. Mình nằm đây mình chờ đợi vậy. Mày sắp được ăn món thịt thỏ rồi. Có làm thì mấy có ăn nha. Đang làm việc lại thấy cái mùi gì thơm thơm như có mùi thịt nướng ở đâu các bạn ạ. Ôi, đang đói bụng sao lại có mùi thịt nướng ở đây ta. Không hiểu kiểu gì. Hay bếp nhà mình có thịt nướng nhở, nhưng mà mình đâu có nấu bếp đâu ta. Ở trong nhà mình toàn thịt bò, nhưng mà để mấy hôm rồi các bạn ạ, hỏng hết rồi, làm gì có bốc mùi thơm được như thế. Ôi, cái gì đấy? Sao nhiều bếp lò ở đây này? Thịt thỏ chín, thịt thỏ chín. Không thể tin nổi. Lúc nãy mình vào nhà chuồng nhà mình vẫn còn mấy con thỏ cơ mà, sao tự nhiên con thỏ nhà mình lại nhảy vào mấy cái bếp lò nữa? Không phải. Ông ơi, em làm gì ở nhà anh đây? Em có thấy mấy con thỏ trong chuồng nhà anh không? Ở trong chuồng nhà anh bây giờ đã trở thành thỏ ở trong lò rồi. Hóa ra là em vác lò nướng sang chuồng nhà anh, bắt thỏ nhà anh nướng à. Rồi các bạn ơi đấy, có đứa em, các bạn ra đây mà xem không hiểu tôi phải sống như thế nào đây. Anh ngất trên nền đất đây, anh mua bao nhiêu là thỏ về, em mang đi nướng hết rẻ không? Thì tại vì là nó chạy hết ra ngoài rồi còn gì. Nếu em không nướng thì nó cũng sẽ bị lũ quái vật trong rừng ăn mất thôi. Có mà em là quái vật ăn mất thôi, em là quái vật con heo người béo như cái thùng phi di động ấy, lại còn suốt ngày đòi ăn. Bê Quý Thành ơi, bọn mình cùng nhau ăn thịt thỏ đi. Ôi trời ơi, tôi đập đầu xuống đất đây. Trời ơi, mệt quá các bạn ơi. Em đúng là đồ hư đốn, anh phải tẩn cho em một trận mới được. Dám bắt thỏ nhà anh mà không xin phép anh à hả? Như thế là hư đấy nhá. Đây, em cho anh một miếng là được chứ gì. Thôi em đi về đây. Anh nuôi thỏ để vui thôi chứ không phải để thịt. Này, cho một miếng thịt. Thôi đừng nói gì nữa nha, về mà ăn thịt thỏ đi. Ôi giời ơi. Ôi, cả đàn thỏ nhà anh bây giờ trở thành thỏ nướng là sao các bạn ơi, khổ quá. Thỏ ơi, thôi tao xin lỗi chúng mày, tao đã mua chúng mày về đây để chúng mày trở thành món thỏ nướng. Nhưng mà thôi, đang đói, ăn cũng ngon là phết các bạn ạ. Tất cả mình thôi, đằng nào cũng bị nướng rồi thì ăn tạm vậy. Nãy giờ anh phát điên rồi đấy. Ốc à, anh phải tìm cách cho ốc đâu các bạn ạ. Bây giờ mình phải trở thành con ma thỏ đi. Nhưng mà con ma thỏ thì nó lại điêu điêu, làm gì có con ma thỏ, chỉ có con ma người thôi. À, các bạn còn nhớ không, trong tựa game Poppy Playtime phần 2 ấy, có cái con thỏ Bunzo ấy, cũng rất là đáng sợ. Hay là mình biến mình thành hình dạng của con thỏ Bunzo, xong rồi sang dọa ốc đi, kiểu gì ốc cũng hốt. Đấy, chắc thế rồi. Bây giờ anh sẽ biến hình nha các bạn. Các bạn đợi anh một tí, anh sẽ vào phòng biến hình. Bunzo giang hồ uống nước bằng xô cười hô hô hô, chính là ta đây. Tèn tèn tèn. Các bạn ơi, anh Bê Quy Thành đã trở thành Bunzo rồi đấy nè. Các bạn thấy không, giống cái hình ảnh không ấy. Mỗi tội là anh không kiếm được hai cái hit hết các bạn ạ. Cái cầm trên tay cái kia, chứ anh cầm trên tay á, cái đấy chắc là anh ngầu lắm nhờ các bạn nhờ. Nhưng mà thôi không sao cả, anh đã trở thành hình dạng này chắc chắn ông sẽ khiếp sợ luôn, vì ông không tin là Bunzo có ở trong Minecraft mà. Rồi đi sang nhà ốc thôi. Từ khi anh biến thành Bunzo, anh cứ thèm ăn cà rốt. Nhưng mà ăn cà rốt nhiều liệu có bị học rốt không nhờ các bạn nhờ, hay là học tốt ta? Chắc là học tốt thôi chứ không phải học rốt. Rồi mình sẽ bấm chuông cửa rồi hù dọa ốc. Ê, đâu chuông cửa đâu này. Trốn nha các bạn. Ủa, alo, đang ăn thịt thỏ lại có chuông cửa. Nghe nhỉ? Bạn ơi, cùng nhau. Ủa, có ai đâu? Ta là Bunzo đây. Ôi dồi, Bunzo gì mà chả có tai. Nó có tai các bạn ạ. Thế mà mình tưởng Bunzo đầu chọc. Bunzo là một con thỏ à? Ngươi chỉ là một con thỏ thôi. Ta sẽ cho ngươi xem kết cục của ngươi khi quấy rối ta.
Đây này, kết cục của ngươi này. Ôi giời ơi, ngươi dám dọa ta là ngươi thịt ta rồi biến ta thành thịt thỏ nữa. Còn lâu đi thịt ta, đừng có mà thịt ta. Ta một năm không tắm rồi, người ta hôi lắm, ngươi mà thịt ta ngươi không ăn được đâu. Ôi các bạn ơi, con thỏ này nó còn mặc áo choàng, các bạn ạ, ảo thật đấy. Ơ, nhìn cái áo choàng này quen quen. Áo choàng này chính là áo choàng của Bê Quy Thành. Anh có lột đồ ra không thì bảo. Ôi chết rồi, chưa gì đã bị phát hiện. Bực hết cả mình các bạn ạ. Thôi 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 thôi, anh biến hình lại đây. Ôi. Mau lột skin ra. Ôi bực hết cả mình các bạn ạ. Trời ơi, cứ tưởng cho đốc thành công là sao mình phải cởi cái áo choàng. Quên mất cởi cái áo choàng. Hóa ra anh cũng chỉ có thể trở thành thỏ Bunzo Fake. Anh nghĩ thỏ Bunzo Fake đấy mà có thể dọa được em á. Em sợ mách gì con thỏ Bunzo đấy. Em lại đi thịt thỏ tiếp này. Được rồi, em cứ gái đi. Anh bảo thế bây giờ em dám đi thịt thỏ Bunzo thật không? Anh có thể làm nó xuất hiện ở trong Minecraft luôn đấy. Thịt luôn, sợ gì không thịt. Được rồi, em nhìn thấy cái ảnh thỏ Bunzo đằng kia không? Bây giờ em chỉ cần đi đi theo anh vào cánh cổng đấy, chúng ta sẽ đến một thế giới mới. Anh sẽ tạo ra thỏ Bunzo. Lúc đấy à, em á, thịt con đấy á, có mà ăn cả tuần không hết. Nhưng mà nếu em không thịt được nó thì nó sẽ thịt em. Được rồi, để em đi sang. Đấy, đi thẳng vào. Các bạn ơi, ốc đã đi rồi. Bây giờ đến lượt anh Bùi Quý Thành. Anh Bùi Quý Thành sẽ đi sau và anh sẽ tạo ra thỏ Bunzo. Xem ốc có tiêu diệt được nó không nha các bạn. Đi thôi. Thỏ Bunzo đến đây á, sợ ta ngay. Bởi vì thỏ Bunzo sẽ gặp ngay ốc Giang Hồ. Giang Hồ tức là Giang Hồ đấy các bạn. Mình á là chấp luôn. Mình chuyên gia bắt nạt Bê Quy Thành mà. Một con thỏ chả là gì sất. Ủa mà nói mới nhớ, không biết là Bê Quy Thành đâu rồi. Là mình đợi mòn mỏi. Thôi mình đành đào tạo mấy cái củ dề nên ăn vậy. Úi dồi, ngon tuyệt vời. Ây da các bạn ơi, ốc đang đứng kia gáy đâu các bạn ạ. Bảo là không sợ con thỏ Bunzo gì hết, lại còn bắt nạt được anh Bưu Thành. Ừ thì đúng, ốc bắt nạt được anh Bưu Thành, nhưng mà ốc sẽ không bắt nạt được thỏ Bunzo đâu các bạn ạ. Bây giờ anh sẽ thả thỏ Bunzo rồi nhá. Kìa kìa, ôi rồi. Đấy, đi đến đâu là nhổ củ cải các thứ của ông dân làng để ăn các bạn. Được rồi, bây giờ anh sẽ thả Bunzo ra này. Ấy. Ôi, có tiếng gì ấy? Xin vĩnh biệt ô. Các bạn ơi. Nó gõ trên ốc pong 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 luôn các bạn ạ. Đấy, đấy. Úi giời. Con này có chiêu đi vấp ngã sấp mặt nha các bạn. Tấu hài thật sự. Con thỏ Bunzo. Ốc bảo đánh đó, ốc còn chưa kịp ăn táo vàng với cả rút kiếm ra thì nó đã có ốc pèng pèng chết queo luôn rồi các bạn ạ. Úi giời. Trời ơi, thỏ Bunzo trong Minecraft cũng rất là lợi hại luôn. Ôi không kịp làm gì hết. Úi giời, nó còn dọa ốc kìa. Ui ui. Ông ơi, em làm sao rồi ông ơi? Em bị đơ rồi, em bị đơ rồi. Bây giờ cho bạn xem Bunzo để đấy. Đây là phiên bản ít răng hơn phiên bản lúc nãy. Ông ơi, em gáy nữa không? Bây giờ em chỉ cần chuyển sang chế độ sinh tồn cái á, là nó gõ em peng peng luôn. Em không chuyển sang chế độ sinh tồn đâu, em để sáng tạo đánh nó. Mày nè, đấy rồi, đánh sấp mặt luôn. Đấy là nó tự đi, nó sấp mặt như thế. Vì ở trong game mà nó đu từ trần nhà xuống ấy, nó có động tác như thế đấy, em chả biết cái gì cả nhỉ, đúng không các bạn? Đâu, em đánh nó đánh này, đấy. Ôi chết luôn, hay chưa? Đấy là em chơi bẩn, em chuyển sang chế độ sáng tạo, nó không đánh được em thôi. Chứ em mà ở chế độ sinh tồn nó chả đánh chết em rồi. Rồi nha, để im nhá, bây giờ sẽ thả đây là con nhiều răng này. Đây là con ít răng hơn này. Đấy, bây giờ sẽ thả người dân làng các bạn. Ấy, ui ui. Ấy à, nó dí mặt vào thôi. Sao có đập chết người dân làng không các bạn ạ? Đáng sợ thật. Đấy. Đấy, đây là phiên bản nhe răng hù dọa nha các bạn. Rất là đáng sợ. Bây giờ sẽ thử sức mạnh của cái con thỏ Bunzo này bằng cách bây giờ mình thử cho nó đấu với quỷ đầu loa đi ốc đi. Với cả quỷ mèo nữa. Ok. Hiện tại Bê Quy Thành đã thả ở đây, đó chính là một con quỷ đầu loa siêu to khổng lồ. Đấy, bây giờ anh sẽ thả Bunzo nha các bạn. Bunzo xuất hiện đi. Tên. Ủa, hai con này nó không đánh nhau các bạn ạ. Bây giờ anh phải thả một cái mồi nhử. Bây giờ anh sẽ cho một bầy ở đây, anh thả người dân làng nha. Ui. Ui. Quỷ đầu loa đánh một trưởng mà bọn này nó bay tung tóe luôn các bạn. Thêm trưởng này là chết tất rồi. Đây anh thả người dân làng. Ui. Em biết ngay mà.
Vậy là quỷ đầu loa chiến thắng các bạn ạ. Vì quỷ đầu loa khá là mạnh nên là Buzo không thắng lại được rồi. Bây giờ anh sẽ giết chết quỷ đầu loa. Trước khi cho đấu với quỷ mèo, anh sẽ cho nó đấu với Golem siêu to khổng lồ trong Minecraft. Đây, Buzo này. Và đây là Golem người sát siêu to khổng lồ Pong. Buzo xỉu luôn. Đấy, ông thấy không? Anh người sát mạnh nhỉ ông nhỉ? Tất nhiên rồi, người sát rất mạnh là còn ngầu nữa. Ờ, to chà bá luôn. Bây giờ anh thử thả một bầy Buzo đây xem nào. Đấy, anh người sắt có đánh thắng được không? Ui, bọn nó đang thi nhau gõ hít hết. Một mình anh người sắt đấu với cả đội quân Buzo luôn. Rồi xong. Không có cửa luôn các bạn ạ. Đây, anh người sắt có lao ra oánh chết bọn này luôn này. Đấy. Đây nữa. Một phát nữa. Này thì gõ này. Gõ này. Gõ này. Rồi xong phim luôn. Vậy là cái con thỏ Buzo đấy thực ra nó chỉ mạnh khi mà nó gặp người chơi thôi các bạn ạ. Nó chỉ dùng một xưởng duy nhất có thể giết chết người chơi. Còn những cái con quái vật khác trong Minecraft thì nó không đủ trình đâu. Bây giờ này, anh thả nguyên một bầy nhá. Đấy, thả thật nhiều luôn. Và anh thả luôn cả một con quỷ mèo hoạt hình ở đây. Đấy. Wow, quỷ mèo đại chiến. Rồi xong, quỷ mèo giết sạch luôn các bạn. Ui. Đấy, wow. Rồi xong luôn. Này bọn này không có tuổi đối với quỷ mèo. Đấy nó tát cho phát chết răng răng luôn các bạn ạ. Wow. Rồi xong. Rồi rồi. Quỷ mèo thoát ẩn thoát hiện thì tay nó còn biến to biến nhỏ luôn các bạn. Nó bên bờ sông kìa. Rồi nó chạy ra đây rồi các bạn ạ. Rồi xong luôn. Búp. Ôi giời ơi. Nó ăn thịt rồi các bạn ơi. Ăn thịt cả Buzo luôn. Ôi giời ơi, Buzo bị quỷ mèo ăn thịt. Trời ơi. Vậy là trong video ngày hôm nay, anh đã cho các bạn xem Buzo xuất hiện ở trong Minecraft. Và các bạn thấy sức mạnh của Buzo thế nào? Với người chơi có vẻ nó rất mạnh, nó chỉ dùng một chưởng đánh được chết. Nhưng mà với những con quái vật khác thì có vẻ nó yếu thế. Còn bây giờ có lẽ anh dừng video tại đây thôi. Ông ơi, em còn dám đấu với thỏ Buzo nữa không? Không, thôi bây giờ em phải out game đây. Thôi bye bye các bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn video sau, bye bye. Ờ, ông ơi, em ở đâu anh sẽ thả Buzo ở đấy.